vừa về xong ạ. Vâng. Đúng rồi, nhà mà nó đi xuống. Con đi hay vào hòa. Vâng, chúc mừng hạnh phúc và chào anh. Rồi mẹ chồng tuyệt vời quá nhỉ. Chúc mừng hạnh phúc. Chào anh ạ. Vâng, chào anh ạ. Anh đang đi thu à chú. Mà lúc thầy bây giờ thầy mới về thì hết cố rồi. Thầy chạy về chậm quá. Ôi 10 giờ rồi chậm ạ. 10 giờ không phải. Mà ở đây là nông thôn chứ thế. Vâng. Cái ông chủ lái xe kinh quá. Ôi chào thầy ạ. Như thế cái bờ đấy chuyển à. Bờ đấy hô bác tím. Vâng. Không biết ai à? Trời ơi. Trời ơi trời à. Bà rồi. Mẹ rồi đâu? Mẹ về không? Mẹ cháu ốm rồi. Vâng. Mẹ cháu ốm nên không về được. Không, đi ô tô đại gia đình về. Ngoài đang vâng. Nó đẹp rồi. Làm gì đấy? Bất trí thôi. Nhà. Về đây à? Vâng. Ô tô à? Vâng. Vâng đi ạ. Thế rồi. Cô mang cái thùng chị cầm nhé. Cầm rồi. Chiều mà đi với tôi nhá. Một giờ đã đi theo đoàn rồi. Một giờ đã đi rồi. Đi theo đoàn luôn, đón ấy luôn đấy. Đón dâu đấy, mấy giờ đón dâu đi luôn đấy. Đi luôn đoàn đón dâu đấy. Mẹ cháu đấy thì cô rồi ngớ nó lại gãi. Chú mới về hay về đêm qua? Mới về xong.
đây đây quần áo nhặt đấy mày. Quay đứa kia, đứa kia, đứa kia. Quay đứa kia nó mới đèo chụp quay được. Không để chịu đắn đắn đâu nhá. Con mới quay nó mới lên ảnh đặc biệt. Này quần áo đi làm nó quay đây này. Áo ngủ nó bếp trong nhà này. Đi lên trên ăn cưới trên ăn thì các bạn vào rồi.